Thưa quý vị, thời gian qua, hơn hàng trăm ngôi nhà tình thương đã được Hội nạn nhân chất độc da cam Điêu sinh thành phố Đà Nẵng trao cho nạn nhân da cam có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Những mấy âm này thực sự đã tiếp thêm niềm tin, động lực để nạn nhân da cam hay gia đình nạn nhân da cam vươn lên trong cuộc sống, nhất là hòa nhập với cộng đồng. Vừa qua, Hội nạn nhân chất độc da cam Điêu sinh thành phố đã bàn giao nhà tình thương cho hộ bà Võ Thị Bưởi, có con là nạn nhân chất độc da cam Huỳnh Văn Ngó, sau 4 tháng thi công xây dựng. Tổng giá trị căn nhà là 80 triệu đồng. Gia đình bà Bưởi thuộc diện hộ nghèo, con bà là nạn nhân gia cam thì lại mắc bệnh thần kinh, phải đi điều trị tại bệnh viện tâm thần. Trong khi bà đơn thân, buộc mình phải gồng gánh nuôi con, nuôi cháu. Thậm chí, trước khi nhận căn nhà này, gia đình bà cũng không có nơi ở cố định, sống lan mạc, nay đây, mai đó. Bây giờ chính thức có nhà vững chãi để trú mưa, trú nắng, bà bưởi thực sự xúc động và cảm thấy rất hạnh phúc. Cũng khó khăn, sự giúp đỡ quan tâm tới chúng tôi là cũng cảm ơn, cố gắng làm việc. Không chỉ là căn nhà bà Bưởi, mà thời gian qua, Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin thành phố đã tích cực tổ chức hoạt động hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà tình thương cho nạn nhân da cam có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Đến nay, hội đã xây dựng được hơn 125 căn nhà tình thương với tổng kinh phí đầu tư hỗ trợ hơn 4 tỷ đồng, được hội vận động kêu gọi từ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn ủng hộ. Riêng năm 2021, hướng tới kỷ niệm 60 năm thảm họa gia cam Việt Nam, hội đã đầu tư xây dựng 5 căn nhà với tổng kinh phí là 255 triệu đồng. Trong đó có hai hộ khó khăn tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang thì có thể nói là thông qua cái việc hỗ trợ xây dựng nhà tình thương cho các hộ gia công có hoàn cảnh khó khăn thì hầu hết các hộ gia công được hỗ trợ đều đã có cái điều kiện sống tốt hơn không chỉ là về chỗ ở mà còn có cái điều kiện để lao động sản xuất và các cái mặt khác để cho cái đời sống sinh hoạt của mình nó được thuận lợi nó đỡ vất vả hơn những ngôi nhà tình thương này đã thể hiện rõ nét sự quan tâm, chăm lo của hội nạn nhân chất độc da cam thành phố đối với các nạn nhân da cam có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Theo đó, xây dựng nhà tình thương sẽ tiếp tục là hoạt động được hội chú trọng đẩy mạnh trong thời gian đến. Qua đó, góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội tại địa phương.